trường đang leo tới gần tháng 3 các bạn. Trường đang gỡ ba dây giác các bạn, dây giác nó dính nó bò lên. Nó gỡ các bạn, gỡ đó các bạn. Dính dây ngang, nó mở cho ngang. Trường đang bột các bạn, bột mà treo nhánh nha. Bây giờ ở dưới này mã mồ không mà sợ chúng thì bột mắt bột treo nhánh các bạn. Đó, trường đang treo dây xuống đó bạn, sợ mã mồ đó. Mình mất tạm dừng, mình lại bơm ở dây nữa bạn. Còn một tuột bự với tuột nhỏ là xong rồi các bạn. Trường đang bơm. Trường nó dụp xuống nó canh lên canh luôn á. Quá tài luôn, rất khéo luôn các bạn ơi, tài nhuyễn như mứt như tôm. Cái này trường làm biến thành một dây các bạn, chặt là tay một tay chặt tay đỉnh luôn, bỏ ngay lỗ luôn. Còn hai tấn nữa xong rồi, mình đứng dưới mình quay lên là nhìn chọc ốc các bạn cao. Rồi rồi, không sao không sao. Nhìn thấy leo thiêu liêu quá các bạn ơi, quá cao đi. Quá khéo luôn các bạn ơi, tài nhịp chụp luôn. Rồi còn cái tật bên kia nữa là xong. Trường đang lên xuống các bạn, lên xuống đằng qua sẽ được bên kia. Mé sẽ trội lỗi luôn.
Ba trường chặt cái đọt nó là xong rồi. Cái đọt nó là xong. Cái này chỉ là mé cho đừng có đổ ngã thôi các bạn, chứ không có hại gốc các bạn. Tại vì chủ nhà chưa biết được không. Hết nổi hả, bỏ tay hả, không sợ. Gắt điện thoại vậy. À, cái cầm khô đó nó mục cái tên rồi. Quăng chúng lên điện thoại luôn hả? Ghê các bạn ơi, nhánh bự luôn, quá nguy hiểm luôn. Rồi là đã xong cái đó các bạn, tặng các bạn còn một nhánh như này, trường bò xuống mấy nhánh nữa là xong nha. Rồi thọc dây xuống luôn đi. Trường mé cái này nó là xong rồi các bạn. Gió hả? Phê, chạy phê. Quất cái đọt cái mày đó chứ. Rồi đã xong cái bà đặng các bạn. Bây giờ trường lấy xuống. Trường đừng lên xuống các bạn, vậy mình cũng xin kết thúc video nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nha. Mấy cái nhánh đó buộc dây mới được, để chúng mấy cái rồi bye.